iPhone 15 series năm nay bắt đầu gặp vấn đề rồi các bạn ạ. Đó chính là vấn đề về nhiệt độ. Đấy, và ở trên kênh YouTube của mình thì mình đã có một số những dẫn chứng về cái điều này. Thứ nhất là ở trong cái video speed test iPhone 14 Pro Max với cả iPhone 15 Pro Max của admin Kha ấy, thì sau cái bài speed test đó thì admin Kha có test điểm AnTuTu cho hai máy chạy và sau đó thì bắn nhiệt độ của cả hai máy thì iPhone 14 Pro Max nó rơi vào khoảng 47 độ C, còn iPhone 15 Pro Max nó lên tới là 48 độ C. Thế lúc đầu mình thấy là cái nhiệt độ nó chênh lệch nhau chỉ khoảng 1 độ như thế này thì nó cũng không đáng kể mấy. Tuy nhiên khi mà cầm vào thực tế thì cái sự khác biệt nó là rõ rệt nhá. Ví dụ như này nhá, các bạn từ 33 độ lên đến 34 độ đi thì các bạn không cảm thấy mấy đâu. Nhưng mà 47 độ nó đã rất là nóng rồi thì lên 48 độ nó còn nóng hơn nữa là chúng ta cảm nhận được thấy rõ luôn. Đấy, thì cái sự lên về nhiệt độ đó là cái mà chúng ta có thể cảm nhận được luôn. Trong cái video mà admin Kha test game rất là kỹ về cái iPhone 15 Pro Max thì nó cũng xảy ra hiện tượng bị nóng và nó đã bị giảm sáng 2 lần trong cái bài test game đó. Tất nhiên là khi mà chơi game ấy thì nó vẫn rất là tốt, nó gần như không xảy ra những hiện tượng bị khựng lag, nhưng mà rõ ràng là cái việc giảm sáng như thế thì cũng sẽ khiến cho người dùng không vui, đúng không nào? Những thiết bị iPhone trước đây thì nó cũng xảy ra những tình trạng bị như thế. Một cái dẫn chứng nữa dành cho các bạn. Đây, các bạn hãy nhìn vào cái bài post như thế này ở trên Facebook của mình. Đấy, nếu mà bạn nào mà biết thì bạn sẽ biết là anh Bùi Minh Tuấn là một trong những người cực kỳ đam mê về công nghệ cũng như là đam mê về quay video chụp ảnh. Anh có rất là nhiều những thiết bị tiên tiến ở trên thế giới bây giờ đấy, và anh ấy cũng là một trong những người mà trải nghiệm iPhone 15 Pro Max rất sớm, và anh ấy đưa ra một cái kết luận như thế này, nghĩa là nó ảnh hưởng đến cả cái việc quay phim nữa, rất là khó chịu luôn. Các bạn có biết là các bạn có tưởng tượng là quay phim đấy nhá, nó cũng là một trong những tác vụ mà nó tốn rất là nhiều dung lượng là một này, rồi là tốn rất là nhiều pin, và thêm nữa là cái nhiệt độ nó tăng lên rất là cao khi mà chúng ta quay video đối với những sản phẩm iPhone. Thì bây giờ rồi nó sẽ khiến cho người dùng cảm thấy rất là khó chịu. Và tiếp tục nữa, bình thường những cái lỗi trước ấy, thì Apple rất ít khi khẳng định ngay lập tức, thì bây giờ sau có một thời gian rất ngắn thôi Apple đã lên tiếng xác nhận lỗi này luôn. Đấy. Chứ còn bình thường mà ngày xưa mà để bắt ông Apple mà ông ấy xác nhận này thì cứ sau mấy tháng, hoặc là thậm chí là ông cứ im đi luôn. Nhưng bây giờ là ông ấy xác nhận luôn rồi. Đấy. Thế thì thậm chí là Apple ở đây họ còn nói ra 3 nguyên nhân gây ra nóng iPhone 15 series năm nay. Cái nguyên nhân đầu tiên họ nói là thiết bị có thể ấm lên trong vài ngày đầu sau khi thiết lập hoặc khôi phục cài đặt gốc ấy, kiểu như thế. Nghĩa là các bạn có tưởng tượng là cái thời điểm đầu khi mà chúng ta mới mua máy về thì chúng ta cài đặt phần mềm rồi chúng ta chuyển dữ liệu với các thứ thì thời điểm đầu là nó sẽ nóng lên. Đấy là lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai là họ nói là họ cũng đã thừa nhận là đã tìm thấy một số lỗi trong iOS 17 khiến vấn đề nhiệt độ trở nên nghiêm trọng hơn đối với cả người dùng iPhone 15. Đấy, thế thì cái điều này thì họ nói là họ sẽ cố gắng giải quyết trong các cái bản phần mềm cập nhật phần mềm mới. Còn họ không nói là khi nào sẽ phát hành bản cập nhật phần mềm mới, nhưng mà mình nghĩ là chắc là cũng sẽ nhanh thôi. Và cái nguyên nhân thứ ba được họ nhắc đến đấy là do một số ứng dụng bên thứ ba như là AdFan 9 rồi Instagram, Uber, thì thời gian gần đây thì những ứng dụng này nó có các phiên bản cập nhật khiến cho hệ thống bị quá tải và làm cho máy nóng lên. Đấy, thì đấy là những cái nguyên nhân. Thế thì sẽ có những cái cách nào giải quyết những cái nguyên nhân như thế này? Thì mình nghĩ là cái cách thứ nhất đấy là chúng ta sẽ sử dụng quạt tản nhiệt nếu như chúng ta chơi game nhé. Nếu như bạn nào hay chơi game thì bạn có thể sử dụng quạt tản nhiệt. Và các bạn cũng sẽ xem lại cái video mà admin Kha đã test game cái iPhone 15 Pro Max kết hợp với quạt tản nhiệt thì nó như thế nào. Đấy, nó chơi game vô cùng mượt mà luôn, bởi vì là có thêm quạt tản nhiệt thì gần như là hổ mọc thêm cánh, đúng nào? Nhưng rõ ràng là quạt tản nhiệt nó sẽ có một cái nhược điểm rất lớn, đấy là nó sẽ khiến cho cái thiết bị của bạn nó sẽ nặng lên rất là nhiều. Và các bạn cũng thấy là vừa rồi là anh Tuấn Anh cũng phải sử dụng thêm quạt tản nhiệt ở trên cái iPhone 15 Pro Max để mà giảm nhiệt độ cho nó. Đấy. Còn nếu mà chúng ta quay phim thường xuyên ấy thì nó ảnh hưởng lắm, nó còn ảnh hưởng đến cả cái việc là rung lắc máy các thứ nữa cơ. Đúng là chứ không giống như ở mỗi cái việc chơi game. Đấy, chứ đâu phải mỗi chơi game mà là chúng ta mới sợ nóng đâu, chúng ta quay phim chúng ta cũng sợ nóng mà. Thì đây chỉ là cái cách khắc phục tạm thời thôi nha các bạn nhé. Và chúng ta cũng hạn chế những cái việc ví dụ như là vừa sạc pin mà lại vừa đeo ốp lưng, hay là vừa sạc pin mà lại vừa để điện thoại trong chăn ga gối đệm, thì như thế nó hơi nguy hiểm ở thời điểm này. Đấy, thì nói chung là anh em cũng cẩn thận. Cái lỗi này thì được Apple chính thức xác nhận rồi, chứ còn một số những cái lỗi khác, ví dụ như anh em nói là chiếc iPhone 15 Pro Max màn hình xanh đầu tiên ở trên thế giới, thì mình nói thật luôn là mình cũng muốn cái iPhone 15 Pro Max mà bọn mình mua có màn hình xanh lắm. Để làm gì ạ? Để mình sẵn sàng mất từng đấy tiền để mà đánh đổi lên một video được cả thế giới quan tâm tới, đúng nào, được cả bao nhiêu triệu view, thì cái số tiền mình kiếm được từ cái YouTube ấy là nó còn thừa tiền để mình mua cái iPhone 15 Pro Max đấy. Đấy, nếu như máy mình bị lỗi ngay bây giờ thì tốt quá,
Đấy, những cái máy đầu tiên mà bị lỗi như thế thì lại ngon quá, đúng nào? Thì rõ ràng là mình có thể câu view, câu tương tác rồi là kiếm thêm tiền từ YouTube từ những cái video đó, đúng không? Nhưng mà rõ ràng là những cái đó là những cái xác suất rất là bé thôi. Và thêm nữa đấy là Apple cũng chưa thể nào mà xác nhận được điều này. Đấy nên là chúng ta sẽ chỉ nghe những cái thông tin mà chính thức xác nhận thôi. Thì rõ ràng là cái việc nóng này là cái việc mà đã được xác nhận. Không biết ý kiến các bạn như nào? Và liệu cái vấn đề này có phải là cái rào cản khiến cho chúng ta từ từ hãy mua iPhone 15 hay không? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Và thời điểm hiện tại thì các bạn có thể đặt hàng trước bộ 4 sản phẩm iPhone 15 series tại website của Cellphone S. Và chắc chắn rồi, bây giờ nếu mà muốn nhận được iPhone 15 Pro Max thì cũng chưa thể nhận được ngay và luôn đâu. Chúng ta sẽ phải chờ một thời gian, bởi vì hiện tại là iPhone 15 Pro Max cũng đang rất là khan hàng, rất là cháy hàng luôn. Đấy, tôi cũng chia sẻ thêm cho anh em như vậy. Còn tất nhiên, lỗi là chúng ta cứ phải nói thẳng thắn ra với nhau, đúng nào? Hay có vấn đề gì ở trên mạng là chúng ta cũng phải nói với nhau. Còn quyết định lựa chọn mua hay không là ở các bạn. Tiền ở trong túi các bạn, không ai ép chúng ta phải rút tiền từ trong túi để ra đi mua cả. Nếu mà chúng ta cảm thấy là nó hợp lý, nó phù hợp với nhu cầu bản thân và chúng ta cần nó thì chúng ta mua. Còn nếu không thì thôi, được chưa ạ? Rồi, ok. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.